Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay là đợt quay cuối cùng của chị em chúng mình. Và bây giờ là ngày lần đầu tiên được Ngân bao ăn. Ngân mời cả đoàn luôn. Mà các bạn có biết là món gì không? Bao ngư di cá. Đó. Ngân đang sắp xếp cho mọi người, nhưng mà khó hơi nhỏ nha. Chị ơi, khả năng em tới đó thôi Ngọc ơi. Bây giờ thôi lớn này không có nha, khả năng em tới đây thôi Ngọc ơi. Đây. Hôm nay là ngày cuối rồi, không biết chừng nào mới gặp lại đông đủ năm chị em chúng mình. Đó. Rồi, ở đây là xích phi cá. Thôi phi cá ông sủi rồi mọi người ơi. À tí nữa mới ăn hả? Vậy để nấu nha. Ủa mọi người ơi, bình thường mọi người mời trà sữa là bao nhiêu đâu Ngọc, mỗi lần mời trà sữa có tầm triệu thôi, em mời vi cá đây là một lần bao nhiêu tiền rồi chị? Mọi người ơi, mua nào lông tin combo đồ mà không có tiền mời chị em. Đôi này 50, đôi này 80, đôi này 85, đôi này 101, đôi này 102, đôi này 150. Mọi người thấy không, một thối như vậy rất là chất lượng. Mọi người bút Hương Giang thì hơi mắc hơi cao. Nếu mà cảm thấy mà giá cao quá thì cứ qua bên Ngọc với lại Ngân. Cảm ơn mọi người. Chúng mình hãy cùng dùng ống hút rau củ để uống những cái thức uống của chúng mình nha. Bởi vì ống hút nhựa thì rất là có hại cho môi trường, cho nên là hãy dùng ống hút rau củ Ecos. Đây ạ, ống hút rau củ Ecos với 3 màu khác nhau, màu trắng, màu vàng và màu lá dứa. Thì 3 màu này rất là tốt, dùng được rất lâu và cứng cáp nha mọi người. Rất tuyệt vời, vâng. Ô sao nail của Ngân không chưa làm? Đó là phải qua bên chị nha. Ô la la, nail nhà 543 xuyệt mười mấy người rồi, 130 Nguyễn Đình Chiểu nha mọi người nha. Chúng ta sẽ có được bộ nail như thế này rất xinh đẹp. Còn nếu mà cảm thấy là da dẻ, em được đợi chị xíu còn một cái nữa. Nếu mà da dẻ mọi người cảm thấy không có rạng rỡ và mọi người không muốn tốn quá nhiều tiền để đi spa thì hãy đến với mặt nạ của Ngân nào. Mùa thu đã đến trên thành phố rồi và Hà Nội bây giờ đã vào thu. Còn chần chờ gì mà không tới quán cà phê September tại số 9 Nguyễn Khắc Cần, Hà Nội, để chúng ta sẽ có những góc check-in mới toanh. Thật là tuyệt vời, một quán cà phê với chất lượng đồ ăn thức uống tuyệt vời nha mọi người. Thật là tuyệt vời luôn. Chị đại của chương trình Chị Em Chúng Mình xin vô cùng trân trọng sự quan tâm và yêu quý của quý vị khán giả đã đồng hành với chị em chúng mình từ số đầu cho đến ngày hôm nay. Hôm nay đã là số cuối cùng rồi. Thôi thì cũng phải đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt. Hy vọng là cái nơi mà phụ nữ được chính danh lên tiếng nói của mình, được nói những tâm tư này, nguyện vọng này, những cái bức xúc này, những nỗi cô đơn sâu thẳm và những kỳ vọng về tình yêu và hạnh phúc trong một tương lai rất gần. Lê Khanh rất là mong thì một phần nào đó sẽ giúp được chị em chúng mình sống tự tin này, cảm thấy mình có một cái năng lượng sống tích cực nhất và dám đối diện với tất cả những cái gì nó đến trong cuộc đời, bất kể trong tình huống nào. Và chúng ta đừng đánh mất mình bằng bất cứ lý do nào. Chị ước mơ là chị em chúng mình trong một cái tương lai rất là gần và chắc chắn, chứ không phải có thể, thì mỗi phụ nữ sớm thốt lên được một câu tôi thật sự là mãn nguyện với cái tôi của mình, với sự tồn tại của mình, và tôi thật sự hạnh phúc với cái tôi của mình, với con đường mà mình đã chọn, với cái cách mà tôi đang sống. Tóm lại là tôi rất hạnh phúc khi tôi được là tôi. Chị em chúng mình sẽ vô cùng hạnh phúc khi sớm được gặp lại quý vị trong mùa 2 của chương trình. Chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ còn có nhiều những cái sự đối thoại sinh động, cởi mở, ấm áp và thân thương hơn nữa. Đây, xin tạm biệt quý vị.
Đây là số cuối và bây giờ là mấy giờ? Hai giờ rưỡi, không phải là 2:30 chiều mà là 2:30 sáng nha mọi người. Và bây giờ mình phải cần quay một số nữa là số cuối cùng. Thì bình thường mình quay một số là mất 4:30 cho tới 5 tiếng, thì có nghĩa là nếu cho là 5 tiếng đi thì khoảng chừng 7:30 sáng trời mọc rồi, chắc là lúc đó ăn sáng rồi thì mình mới đi về rồi mình ngủ luôn. Chắc là về nhà là kêu chồng đi làm là vừa đó, lâu lâu làm vợ tốt. Dù sao cũng là đây là lần cuối mà cái tập cuối Harry quay cái chương trình Chị Em Chúng Mình của mùa 1, thì thật sự thì bà ta Harry thì cảm thấy xúc động cũng có, hào hứng cũng có, vui cũng có, buồn cũng có. Thông qua chương trình này thì có thể là những cái chương trình khác Harry không có chia sẻ nhiều. Thông qua chương trình Chị Em Chúng Mình là Harry chia sẻ những cái quan điểm và những cái cá tính của Harry rất là nhiều. Cho nên cũng có ý kiến rất là đồng cảm với Harry và những cái ý kiến rất là trái chiều với Harry. Thì thật ra thì cái đó là quan điểm của mỗi người, thì Harry cũng không có trách được ai hết. Nhưng mà Harry nói là cái quan điểm của mình để làm gì là chỉ để cho mọi người biết là phụ nữ cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Và nếu là phụ nữ, nếu mà mình muốn sống cái kiểu như là tốt hơn thì mình nghĩ là mình nên làm cái đó. Và nếu như các bạn cảm thấy cái điều đó không hợp với mình thì không cần làm theo Harry. Và ai mà cảm thấy mình cần những cái điều mà Harry nói thì mình cứ làm theo thôi. Thì thật sự thì cái chương trình Chị Em Chúng Mình là nơi phụ nữ lên tiếng, thì bản thân Harry cảm thấy rất là mừng vì có một cái chương trình mà có thể là phụ nữ lên tiếng được. Trước giờ là phụ nữ là lúc nào cũng phải im lặng, không có nói được nhiều những cái quan điểm của bản thân mình, mà nó rất là nhiều vấn đề mà mình bàn tới. Thì ai cũng phụ nữ với nhau, gặp nhau thì ai cũng nói chuyện về những cái vấn đề này tới vấn đề kia, nhưng mà trên truyền hình thì hình như là không có, và đây là lần đầu tiên. Thì bản thân Harry cảm thấy rất là vui khi được mời chương trình này. Và Harry hy vọng là mùa 2 thì mình có thể ngồi lại và tám với tất cả mọi người với nhau. Và Harry cũng cảm thấy rất là vui khi mà đọc những cái comment mà rất là nhiều phụ nữ đồng cảm với mình. Thì Harry chỉ muốn là vậy nè, các bạn ơi, mình nghe rồi, mình biết rồi, thì hãy thực hiện những gì mình cảm thấy đó là đúng nha. Bản thân Harry là hay rất là chịu khó đọc cái comment của chương trình, và cái gì mà nói tốt về Harry, Harry đều like hết. Tại sao thì không like, còn cái gì mà chửi thì mình sẽ báo cáo report. Mới vui thôi. Nói chung là bản thân Harry là một người cũng chịu khó đọc cái comment, tại vì những cái comment của chương trình khác thì người ta nói là ở team Harry hay là số 1, số 2, số 3 gì đó, kiểu vậy không à. Còn đúng, còn với cái chương trình Chị Em Chúng Mình á thì rất là nhiều người nói về những cái quan điểm của bản thân mình. Thì Harry cảm thấy là phụ nữ bây giờ là thông qua cái chương trình này thì người ta chủ động, người ta nói ý kiến của mình, nó nhiều cái hay ho. Nói chung là Harry cảm ơn những bạn ủng hộ chương trình Chị Em Chúng Mình, và cũng cảm ơn những bạn mà like Harry rồi ủng hộ cái quan điểm của Harry, và họ những cái mà sự ủng hộ dành cho Harry. Harry cảm thấy rất là vui lắm. Nói chung là cảm ơn mọi người. Mong là cái chương trình Chị Em Chúng Mình được khán giả yêu thích, yêu mến nhất. Và Harry nghĩ là không phải là chỉ riêng mùa 1 mà là mùa 2, mùa 3, mùa 4 liên tục nha mọi người. Thôi bye bye. Tất cả mọi người, hôm nay thì mọi người có thấy Chị Em Chúng Mình cũng lộng lẫy không? Một phong cách dạ hội rất là đặc biệt, tại vì ngày hôm nay là số cuối cùng của Chị Em Chúng Mình rồi. Và xin được cảm ơn tất cả những quý vị khán giả, đặc biệt là những chị em phụ nữ, những cái người khán giả trung thành của chương trình luôn luôn theo dõi, luôn luôn ủng hộ cho Chị Em Chúng Mình cố gắng hoàn thiện tốt hơn nữa. Và có lẽ là chúng ta đã có một cái chương trình nơi mà phụ nữ có thể lên tiếng một cách mạnh mẽ, không sợ bị đánh giá hay là không sợ bất kỳ một cái sự định kiến nào cả. Và hôm nay đã đi đến số cuối cùng, thì Hương Giang cũng thay mặt cho tất cả anh chị em trong chương trình Chị Em Chúng Mình chúc cho tất cả quý vị khán giả có thật là nhiều sức khỏe vào mùa cuối năm, và đặc biệt là chúc cho các chị em phụ nữ sẽ có thể tìm được cho mình những cái hướng đi, đặc biệt là có thể có
sự trao đổi những cái suy nghĩ mới, những cái quan điểm mới. Và phụ nữ sinh ra là để hạnh phúc. Và Giang chúc cho tất cả chị em trên toàn thế giới, toàn Việt Nam luôn, tất cả mọi người dù xem chương trình hay là không xem chương trình thì cũng hạnh phúc như nhau nhá. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cái chương trình chị em chúng mình nếu mà chị em chúng mình quay trở lại nhá. Chào mọi người, thì đây là số cuối trong 16 số. Và ngày hôm nay có thể nói là một ngày dài mà không chỉ riêng cho Ngân và tất cả các chị em chúng mình nữa. Mọi người có biết không, hôm nay là quay từ lúc 5 giờ sáng cho đến bây giờ. Bây giờ có thể nói là cũng gần như bây giờ là 3-4 giờ rồi. Thì là gần như là 24 tiếng rồi. Và mình còn một số nữa là 5 tiếng nữa mới xong. Thì cái cảm xúc có thể nói là khá mệt, nhưng mà xen lẫn trong đó là cái chuyện Ngân và các chị em ở đây khá tự hào là đã đem đến cái nguồn động lực và cổ vũ rất to lớn đến với các chị em chúng mình, và đem đến những giá trị thiết thực, là có nhiều sự sẻ chia đã được gửi về cho chương trình, thì làm cho chị em dù mệt mỏi cỡ nào, căng thẳng cỡ nào đi chăng nữa, thì khi mà đọc những cái bình luận đó, những cái lời góp ý như vậy á, thì làm cho chị em rất là vui. Và Ngân có thể nói là hy vọng là không chỉ là mùa này mà chị em chúng mình còn có tiếp tục được những mùa sau thì có thể cùng lắng nghe, chia sẻ và tâm sự với các chị em nhiều hơn nữa. Nói tới nói lui thì thật ra Ngân đang nói là lời nói rất là chân thật. Và Ngân mong là các chị em cũng hiểu là để có được những cái số phát sóng như thế này thì không chỉ riêng chị em đâu. Chị em chúng mình là chị Hương Giang, cô Lê Khanh và tất cả ekip đều phải thức khuya và làm việc như thế này để có được những sản phẩm chất lượng nhất gửi đến khán giả. Chứ không phải là chỉ là để nói cho có đâu, mà đây là cả những cái tâm huyết nhất của mọi người dành cho quý vị. Hy vọng là sẽ được mọi người đón nhận và tiếp tục ủng hộ. Mọi người, hiện tại bây giờ đã là số cuối cùng của chị em chúng mình rồi. Thật ra là ngày hôm nay quay trong một ngày duy nhất thôi, 4 số. Đúng thiệt nha, cái gì mà phụ nữ đã muốn làm rồi là có thể chống chọi hết qua mọi cơn buồn ngủ cũng như là mệt mỏi. Thật ra là nói gì thì đó chứ mới ngày nào còn thấy bắt đầu chương trình chị em chúng mình. Khán giả cũng không biết đây là một chương trình như thế nào, nói về điều gì. Rồi tất cả các host đó thì ai cũng rất là lo lắng hết, là không biết là mình có đem lại được sự thú vị cho tất cả mọi người hay không. Nhưng mà rất là mừng luôn, bởi vì qua từng ngày mọi người bắt đầu yêu thích hơn nè. Và mọi người bắt đầu có một cái thói quen cứ chờ đến vào thứ tư hàng tuần vào lúc 8 giờ rưỡi tối thì lại bật chương trình chị em chúng mình lên để mà theo dõi. Tất cả các chị em ở trong ekip ai cũng được yêu thương, ai cũng được ủng hộ, và đây là lần đầu tiên Ngọc cảm thấy là chị em trên tất cả các mọi miền đất nước đều đang rất đồng lòng cùng với nhau. Ngọc thì mỗi chương trình thì đều có cảm xúc hơi quyến luyến và bình định một chút xíu mỗi khi mà đi đến số cuối cùng, nhưng mà vẫn luôn luôn mong muốn rằng các chị em sẽ từ chương trình có được cái nguồn động lực mới mẻ hơn dành cho cái cuộc sống của mình. Mình sẽ ngày càng tích cực hơn để thêm yêu đời và sẽ có được nhiều cơ hội mới hơn trong cuộc sống này. Đặc biệt hơn là nếu mà chương trình có quay trở lại thì hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho team chị em chúng mình, năm chị em này nhé.